Xin chào các em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các em về một cái kiến thức mới hơn, đó là về tính từ sở hữu trong câu nói. Thì trước tiên, trước khi mà các em đi vào tính từ sở hữu là như nào thì mình sẽ cho các em ví dụ như sau. Mình có cái câu đấy là I love my job. Mình dịch là tôi yêu công việc của mình, I love my job. Thì các em lưu ý này, các em thấy như sau nhá. Mình có một cái, đây như các em thấy, danh từ trong một câu đấy là danh từ các em có là my job, cụ thể cái đây là công việc, các em gọi là job, là danh từ đi. Thì mình đang nói đến cái việc đấy là cái từ my, như các em thấy đúng không? Cái từ my này nó đứng trước cái danh từ công việc đấy là job. Đấy, thì như các em thấy khi mà trong tiếng Anh đi, thì những cái từ mà các em đứng trước danh từ như thế, người ta cứ gọi đấy là tính từ. Thì thường tính từ các em vẫn cứ đứng trước danh từ thôi. Đấy. Và cái từ này các em dịch là my là của tôi. Đấy, đúng không? Thì nó vừa là gọi là tính từ đi, vừa thể hiện cái sự là sở hữu của em. Đấy, của tôi mà. Đấy, thì người ta gọi đây là một cái tính từ, tại vì nó đứng trước danh từ và nó thể hiện sự sở hữu. Các em gọi đây là tính từ sở hữu. Đấy, thì mình có từ đầu tiên là my, để cho em ví dụ đầu tiên về tính từ sở hữu. Các em nhìn cho mình một chút về định nghĩa của tính từ sở hữu đi. Đấy, là những cái tính từ mà đứng trước danh từ như mình vừa bảo các em, hoặc là đứng trước một cái cụm danh từ. Và nó bổ nghĩa thêm cho cái danh từ đó để chỉ cái sự gọi là sở hữu. Em nói được, khi mà các em dùng những cái tính từ sở hữu, em nói lên được cái sự sở hữu của mình hay là của ai đấy về cái gì đấy. Đấy, mình có ví dụ như sau, là his hair is red. Đấy, trong một câu đầu tiên thì his hair is red, các em dịch là tóc của anh ấy màu đỏ. Thì mình có cái tính từ sở hữu đứng trước hair, đấy là his. Và tiếng Việt các em dịch là của anh ấy. Các em sẽ biểu trưng, em sẽ hiểu được là cái his này chứng tỏ là thể hiện cái sự sở hữu của anh ấy. Đấy. Tiếp theo, câu tiếp theo các em có từ là her hair is brown. Và tóc của cô ấy thì lại màu nâu. Thì các em thấy của cô ấy đứng trước hair, các em có từ là her. Alright, so các em có hai cái từ tính từ sở hữu ở đây, trong ví dụ đấy là his and her. Đấy, nhá. Và cuối cùng thì trên là một cái bảng gồm đầy đủ những cái kiểu đại từ mình đã nói phía trước này, và tiếp theo là tính từ sở hữu của nó. Thì như các em biết rồi thì mình có 7 đại từ chủ ngữ. Mình đã nhắc với các em từ đại từ chủ ngữ là I, you, we, they, he, she và it. Thì tương tự như thế, các em sẽ có 7 cái tính từ sở hữu luôn của các đại từ như trên. Đấy. Thì các em thấy đầu tiên về đại từ chủ ngữ I, tôi. Và khi các em muốn nói là của tôi đi, các em có từ là my. Khi các em muốn nói là của bạn hoặc của các bạn, các em có từ đấy là your. Đấy là tính từ sở hữu của nó. Tiếp theo, khi em muốn bảo là của chúng tôi thì các em không nói là we, mà của chúng tôi các em nói là our. Đấy. Tiếp theo, tính từ sở hữu của đại từ they, các em có từ their. Tính từ sở hữu của đại từ he, các em có his. Tính từ sở hữu của đại từ she là cô ấy, các em có đại tính từ sở hữu đấy là her. And cuối cùng, tính từ sở hữu của đại từ it là nó, các em có từ là its, các em thêm s vào, đấy là của nó. Đấy. Thì như trên đấy là về những cái kiến thức cơ bản về tính từ sở hữu trong câu. Thì hy vọng các em có thể nắm vững và các em áp dụng. Và chúc các em học vui.